cô và các bạn, hôm nay em sẽ giới thiệu một cuốn sách tên là Việc học không hề đáng sợ. Thì trong cuốn sách này nó dạy cho chúng ta là phải siêng năng, kiên trì, nỗ lực học tập. Thì ý nghĩa của nó là việc học không hề đáng sợ khi các bạn phải nỗ lực những cái môn mà các bạn yếu hoặc không được điểm cao. Bây giờ thì em sẽ kể một câu chuyện nhỏ tên là Ăn Mày và Trạng Nguyên. Trong cái câu chuyện này á, thì có hai cái gia đình thì rất là thân thiết với nhau, coi như là em ruột với cùng nhà. Thì hai gia đình đã sinh ra một đứa con, và hai đứa con đó và đứa con đó đều sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Một hôm có một ông thầy bói tới xem bệnh của hai cậu bé, thì thầy bói đã phán xét rằng có một cậu bé thì có số là Trạng Nguyên, còn có một cậu bé thì có số là Ăn Mày. Nghe lời của thầy bói phán xét, cả hai gia đình đã bắt đầu có câu chuyện Ăn Mày và Trạng Nguyên. Cậu và cha mẹ của cậu bé có số là Trạng Nguyên thì luôn không cho cậu bé làm những việc nặng nhọc gì, thôi về sống trong một cuộc sống sung sướng. Và cậu bé có số là Trạng Nguyên đã tự cao tự đại, đã đi chơi cùng với các cao tử hư hỏng. Còn cha mẹ của bạn có số là Ăn Mày thì đều sợ và lo lắng, nói nếu con của mình thì cũng ăn học mà. Và mẹ của cậu bé có số là Ăn Mày và đều nói nghiêm khắc với cậu, nó nói từ giờ trở nay con phải tự làm những việc của con. Thì cậu bé có số là Ăn Mày cũng rất là siêng năng học và đọc hay thường phụ giúp bố mẹ và hay đọc sách tới đêm mới chịu ngủ. Nên vì vậy lớn lên thì cậu bé có số là Trạng Nguyên đã thành Ăn Mày, còn cậu bé có số là Ăn Mày trở thành Trạng Nguyên. Và ý nghĩa của câu chuyện này là chỉ cần nỗ lực học tập thì sẽ có một tương lai tốt đẹp. Và câu chuyện đến đây cũng đã hết rồi, và em xin chào tạm biệt thầy cô và các bạn. Ươm mầm tri thức, chấp cánh ước mơ.